Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Dream High Audio. Hôm nay là em sẽ làm một clip review qua với con loa karaoke sách tay ấy. Con này là dòng nhỏ hơn. Con này là MB2 Pro các bác nhé. Còn trong con này là con Classic, đều là bản kỷ niệm 25 năm của hãng. Con này là con có màu xanh, rất chi là cái thiết kế rất chi là đẹp mà nó gọn. Con này chắc nó chỉ rơi ở tầm 8 kg thôi. Nó sẽ đi kèm như này, đợt này nó sẽ đi kèm có hai mic các bác nhé, một mic em tháo ra để test, một cái adapter để sạc cắm điện cho nó, 4 viên pin, hai cái chống lăn. Ngoài ra có sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng của hãng. Riêng đợt này này nó sẽ hãng sẽ tặng thêm một cái túi này các bác nhé, cái túi đựng mic rất chi là đẹp, làm rất đẹp đấy ạ. Đợt trước là không có đó, thùng của nó đây, mặc rất chắc chắn. Con này thì chúng ta nhìn cổng kết nối của nó, con này đầy đủ, rất chi là đầy đủ luôn. Có cổng quang cho TV Smart, ARC cho TV này, HDMI, cổng USB, có live phone, rồi là jack 3.5 cũng có, rồi là cổng cho guitar cắm ngoài vào và cổng cho mic ngoài vào, chúng ta có thể cắm mic ngoài vào. Những dòng này của hãng đều bảo hành 12 tháng chính hãng. Con này chúng ta sẽ test thử một bài nhạc cái con này nhá. Dòng loa này nghe nhạc khá là tốt, hát hay, nghe nhạc hay. Nói chung là thiết kế con này rất đẹp luôn, các bác nghe thử nhá. Alo, alo, alo. Các bạn thấy chưa? Tiếng rất nét luôn. 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Chúng mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn, bàn tay em nắm ngón số trên ngàn năm, trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy, nên mãi su thêm ngàn năm. Dòng loa karaoke sách tay này thì có thể liên lạc với em nhé, qua số điện thoại là 0983725915. Nuôi một đời người, mùa xuân vừa